Chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Nhi. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu lý hàn nhiệt hư thực, thất tình là nội thương, dục dâm là ngoại cảm và thế nào là gốc ngọn. Phân tách về biểu lý hàn nhiệt hư thực, ngoài biểu không có mồ hôi là thực, phép chữa nên phát hãn, có mồ hôi là hư, phép chữa nên thanh giải, trong lý thấy khát mà rảo là thực, phép chữa nên hạ, thấy đường tiết đi đại tiện lỏng là hư, phép chữa nên ôn, có khi ở trên hàn hay ở dưới hàn, ở trong hàn hay ở ngoài hàn, thực hàn hay giả hàn, nếu ở trong hàn là khí hư, phép chữa nên ôn bổ, ở ngoài hàn là cảm mạo, phép chữa nên tản nhiệt, nhiệt bất ở dưới mà đẩy hàn lên trên, phép chữa nên dùng thuốc mát mà uống lúc còn nóng, hỏa bốc lên trên mà hàn ở dưới, phép chữa nên dùng thuốc ôn mà uống lúc đã nguội để đem hỏa về chỗ. Chứng thực hàn là hàn tà trúng vào âm kinh, phép chữa nên dùng thuốc ôn nhiệt để phát tàn. Chứng giả hàn là dương cực mà tựa như âm, hay là dương cực mà đẩy âm ra ngoài, mình lạnh ngoài lạnh như nước mà trong lạnh nóng, phép chữa nên dùng thuốc mát mà uống nóng. Nhiệt có thứ nhiệt ở trong, nhiệt ở ngoài, thực nhiệt hay hư nhiệt, chân nhiệt hay giả nhiệt đều khác nhau. Chứng nội nhiệt là âm hư ở dưới mà nhiệt sinh ở trong, phép chữa nên bổ âm, thời nhiệt tự lui. Chứng ngoại nhiệt là hàn tà uất mà phát nhiệt, phép chữa nên tản hàn, thời nhiệt tự khỏi. Chứng hỏa thực mà phát nhiệt, mình nóng không có mồ hôi mà mạch hồng và xác, phép chữa nên dùng thuốc mát để tản đi. Chứng hỏa hư mà phát nhiệt, mình hơi có mồ hôi mà mạch hồng và xác, phép chữa nên dùng thuốc ôn để giải đi. Chứng thật nhiệt là nhiệt uất mà tạo kết, hay là bệnh thương hàn nhiệt vào dạ dày mà sinh tạo kết, phép chữa nên dùng thuốc hạ để lợi đại tiện. Chứng giả nhiệt là âm cực độ lại tựa như dương, hay là âm cực độ mà cách là đẩy dương ra ngoài, mình nóng như lửa, phép chữa nên dùng thuốc nóng mà uống nguội. Tóm lại là hàn thời chữa bằng thuốc nhiệt, là nhiệt thời chữa bằng thuốc hàn, đó là chữa theo đường thẳng. Nếu nhiệt ở trên, ở dưới hàn, hay là ở trên hàn dưới nhiệt, hoặc trong hàn mà ngoài nhiệt, hoặc trong nhiệt mà ngoài hàn, bốn chứng ấy là giả nhiệt giả hàn, phép chữa nên dùng thuốc nhiệt mà uống lúc đã nguội, thuốc hàn mà uống lúc còn nóng. Thế là thuốc hàn mà uống nóng để đem đi, thuốc nhiệt mà uống nguội để dẫn đi. Ta thường gọi là nhiệt nhân hàn dụng, hay là hàn nhân nhiệt dụng, mà là lựa theo để chữa. Lựa theo tức là tòng trị, mà tòng trị tức là phản trị vậy. Còn như nguyên khí hư yếu, dương hư hay khí hư, thời âm thẳng lên mà hay hàn, âm hư hay huyết hư, thời không thẳng mà hay nhiệt, phép chữa chỉ thêm cho chữ thiểu mà làm giảm chỗ thẳng đi là xong. Thực là tà khí thực, thời ta phải xét phong tà là hàn tà, là thấp tà, là hỏa tà, là tạo tà như thế nào, thời dùng thuốc mới khỏi sai lầm. Bàn về thất tình là nội thương, mừng hại đến tặng tâm cho nên mạch hư yếu, nghĩ hại đến tặng tỳ cho nên mạch kết lại, sợ hại đến tặng thận cho nên mạch trầm, kinh hại đến mật cho nên mạch động, giận hại đến tặng can cho nên mạch huyền như dây đàn bồng lên xẹp xuống, thương hại đến bào lạc cho nên mạch khẩn và vội. Thế là thất tình thành ra nội thương. Bàn về chứng lục dâm là ngoại cảm.
Hàn hại tạng thận thời mạch khẩn là vội, thử nặng hại tạng tâm thời mạch hư yếu, tảo là rạo hại tạng phế thời mạch sắc là gần lại, thấp hại tạng tỳ thời mạch nhu và tế là mềm nhuận và nhỏ, phong hại tạng can thời mạch phù, nhiệt hại tạng tâm thời mạch nhược là yếu, thể là lục dâm là ngoại cảm. Phàm chừng nội thương hay chừng ngoại cảm đều theo từng loại. Mừng thuộc về nặng và hỏa cho nên ở tạng tâm, giận thuộc về phong và mộc cho nên ở tạng can, nghĩ thuộc về thấp và thổ cho nên ở tạng tỳ, lo thuộc về tảo và kim cho nên ở tạng phế, khiếp sợ thuộc hàn và thủy cho nên ở tạng thận. Bàn về ngọn và gốc, kể trong thân người thời ngoài là ngọn, trong là gốc, lục phủ là ngọn mà ngũ tạng là gốc, với chứng bệnh thời bệnh, gì bắt đầu phải là gốc, rồi sau truyền thêm ra ngọn, như lúc trước sinh chứng bệnh nhẹ rồi sau thành chứng bệnh nặng, cũng chữa chứng nhẹ trước rồi chữa chứng nặng sau, thời tà khí mới dẹp được bằng không thời tà khí càng thêm lên, chỉ có chứng tràng mãn là trong bụng no đầy và chứng đại tiểu tiện không được lợi. Thời không cần hỏi trước sau ngọn gốc mà chữa ngay chứng đại tiểu tiện không lợi, vì chứng ấy là cần cấp, như thế tức là bệnh hoãn, phải chữa về gốc, mà bệnh cần cấp phải chữa về ngọn, lại như bệnh nhức đầu là ngọn, mà sở dĩ nhức đầu là vì phong hàn, thời ta chữa chứng phong trước rồi chữa điểm chừng hàn, thế là chừng nhức đầu tự khỏi, như vậy là chữa về gốc. Suy ra các chừng bệnh đều thể, ngọn là tiêu, gốc là bản. Cảm ơn bạn xem hết video này, hãy đăng ký theo dõi, chia sẻ và để lại bình luận nếu bạn thấy hay. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.